nghệ sĩ Phương Hồng đến hấp ma nhang cho cố nghệ sĩ Vũ Linh. Chị Phương Hồng này là đồng nghiệp của chú, ăn hát chung chú nhiều vai diễn lớn. Cùng theo chân chị vô để hấp nhang cho cố nghệ sĩ Vũ Linh nha. Chị nghe thấy gì em quên rồi. Nghệ sĩ Phương Hồng đến phòng một của cố nghệ sĩ Vũ Linh hấp nhang mua bánh bé cho chú. Đây là một món ăn mà chú thích ăn nhất. Nghệ sĩ Phương Hồng đang lau bàn thờ cho chú Vũ Linh.
nghệ sĩ Phương Hồng đang lao qua những di ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh.